chín luôn hả? Ừ, chín luôn nè. Chín luôn ha. Máy này chứ nhanh chín lắm. Loại này là về đóng cọc rồi cũng chín rồi. Hấu cạp chị, để cho ăn chín, ăn chín chứ cần gì cạp. Tao dưới là không chín cái cây. Mấy trái đây này, cái trái này nè, trái mà kẹp kẹp này nè, nè qua hử hử. Trái mà kẹp kẹp ở trên cái cây kìa. Thôi kẹp á, chỗ này có trái thơm nè, trái này nè. Như trái này phải. Em nghe mùi thơm thơm á. Ừ. Đúng không? Hai trái. Cắt đi, cắt đi, thơm đó. Trái này hình như trái này nó nằm thơm rồi. Alo. Nghe không con? Điện nhân chuyện đó thì hay là tắt máy thì nói chứ. Phải không? Cắt luôn. Gọi điện hai lần đều tắt máy thì tắt máy đi, chắc không phải tắt. Qua hả? Không, sợ trái ở trái đây nữa. Khéo dính mũi. Cao quá hả? Lấy cái thon á. Cái thon không biết quấy để là đủ nè. Đủ nè. Đây trái này chín luôn rồi con nè. Chín luôn. Chín rồi. Đó, trái nữa. Đó con hử đi. Đúng không? Cắt sót lên trên xíu không nè. Ờ, đó không được. Ừ, mũ. Khéo dính vô người. từ từ. Cái này phải người cắt người bự. Và sao là con cắt con lên trên luôn. Không, ờ. Mà lỡ rậu con cắt chỗ đây chứ mũ nhiều lắm. Ý là con cắt ở dưới là mũ chả nhiều con hiểu không? Ừ. À dưới mày hơn à? À dưới thau cát luôn ở dưới đi. Lửa. Khéo. Dễ sợ mũ không á. Bỏ đây. Đem lại nữa không chị? Để đó xíu nữa mình đi ra mình khỏa. Đó, để đó. Để cho ông ái mũ nữa. Ủa. Mấy trái dưới nè. Thế. Thơm chiến thì phải thơm chứ răng. Ướt mấy trái gì này cũng còn thơm, cũng còn thơm á, không biết quả mô này không có cái quả giữa này cao quá không, ở trên á chị, ở trên á chỗ nó vẫn còn thơm. Mít đây. Mày vô. Thế mũ đó kìa. Mũ. Ủa, đúng, đúng không? Ừ. Đây Nam ơi. Mềm không biết còn ăn được không á. Mềm quá luôn hả? Ừ. Đó, thấy chưa? Mình đang lại chiến cái trái ở trên nữa hè. Một cái chỗ nớ mà gỡ chục quả. Đi ra đây. Tôi sợ lắm nè. Khéo lên cốc. Khéo. Ồ nó chín quá hè.
Mềm quá à? Không không, cũng còn được. Được đó. Ngay thơm phức mà. Này mặn chín cả lọt à. Chiến đi chứ cách ngày hai ngày lẫn chiến tiếp, cách ngày lẫn chiến. Mấy cái trái mà cao cao nó qua hở trái mồm mà ngái quá. Gì khác. Không không cần cọc, cái này trừ gì để ngày hai ngày lẫn chiến liền với cặp cái ni chị để thân cây hàm chiến mày chị có hái xuống hàm chiến mà. Thế mũ thơm ngay như cũng còn thơm nha chị, còn mùi thơm. Thơm mà biết trái mua ta. Biết trái mua thơm. Em ơi, mùi thơm đó. Thế vẫn còn mùi. Trái nồi đó hè. Tôi đi về đi để cho mũ chạy hết rồi đó. Trái này hả? À? Phải. Thế mũ luôn nè. Không. Dính vô người không? Hay là trái này? Trái này. Nghe vẫn còn mùi thơm á. Năm chèo nó không được đâu, cái cành nó yếu lắm. Cành nó chèo đang ấy chứ. Cành nó yếu lắm. Cành thôi. Thế mũ đó hồi nãy mũ rồi đang dính vô người con kìa. Cành nó yếu. Cành yếu. Không, cây này mùi, mùi thơm. Phía bên đây ấy chưa? Quyết định cắt quả nào thì cắt cho còn mấy cái dùng nó giống nhau cả. Ân thì cắt đại đi. Cắt về mà live stream một thể chứ. Thế chứ đường mô này cũng chiến chữ mà nè mít thái này thử hả thơm đã thơm. Cắt luôn đó thơm rồi đó thấy không.